Mến chào cô chú và anh chị, hôm nay Tâm lại review và giới thiệu cho gia đình mình một cái căn nhà rất là đẹp luôn, một trệt tới tận hai lầu với mức giá cực kỳ là rẻ luôn, chủ ngợp nên bán gấp luôn nha cô chú anh chị nha. Và với một cái diện tích ngang 6m8, dài tới 15m, kết cấu một trệt tới tận hai lầu, có được là 4 phòng ngủ nè, 3 nhà vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, sân trước và sân sau, giếng trời rất là thoáng. Căn nhà của mình nằm trong khu dân cư hiện hữu đông đúc luôn, rất là đông dân luôn ha. Và ở đây thì được cái là đường bê tông trước nhà đây 5m, xe hơi vào tận bên trong nhà, có cống rãnh thoát nước đầy đủ nên không sợ bị ngập. Căn nhà của mình là gần chợ, gần trường học, gần bệnh viện, đầy đủ hết. Và với căn nhà sổ hồng riêng biệt, vay được ngân hàng thoải mái, cô chú anh chị mình chỉ cần thanh toán giùm Tâm đúng khoảng 600 triệu thôi, còn bao nhiêu ngân hàng cho vay. Tổng mức giá của căn nhà này là 1 tỷ 350 triệu, quá là rẻ luôn, tin được không? Bây giờ xây lên căn nhà này không đã đủ rồi, còn đất là tặng luôn cho cô chú anh chị ha, sổ hồng đầy đủ luôn. Hướng nhà là hướng bắc thuộc về đông tứ mệnh, và căn nhà của mình là thuộc là xã Long Trạch, huyện Cần Đước nha cô chú anh chị, nằm trên trục đường Đinh Đức Thiện, từ chợ Bình Chánh vào bên trong nhà chỉ có 4 cây số thôi. Và ở đây thì xung quanh đây á, thì có đầy đủ là dân cư ở đông đúc luôn và được cái là có đồng hồ điện, đồng hồ nước riêng biệt. Căn nhà của mình thì có bờ tường ở ngoài, căn nhà mình là căn cuối cùng nên là cô chú anh chị mình có xe hơi mình đậu thoải mái, hoặc mình có được là xe máy hay là gì mình có thể là đậu thoải mái luôn, và mình có thể làm một cái cửa để mình tận dụng khoảng đường đằng sau nhà luôn ha. Đó, và ở đây thì mình có được là lớp cửa hai cánh ở bên ngoài nha. Nhà mình thì có hành lang bên hông nữa nên cũng rất là thuận tiện luôn để mình có thể là nuôi những chú cún con ha. Đó, ở đây thì mình cũng có thể là phơi đồ trồng cây nè, thoải mái luôn cô chú chị nha. Và ở đây thì được cái với một cái căn nhà mát mẻ hai lầu luôn với mức giá rất là hợp lý luôn nha. Rồi cửa đây thì có cửa 4 cánh nè, kiến cường lực dày 12 ly. Và bên trong đây thì không gian phòng khách nè, cô chú anh chị thấy là đang bị cắt điện á, không đóng tường điện, bị cắt điện á, nhưng vẫn rất là sáng luôn nha cô chú anh chị, và rất là mát luôn. Ở đây thì nguyên một cái khu vực đây là phòng khách là rộng to nè, trần cao nè, ốp lát gạch men đầy đủ hết luôn, là 60x60. Ở khu vực đây thì được ốp cỏ nè, rất là dễ thương, nếu cô chú anh chị về mình có thể trang trí thêm đó. Rồi còn bên trong đây thì khu vực bếp đây cũng rộng thoáng nha, về cô chú anh chị làm cũng rất trơn đó. Bây giờ là chủ bán hiện trạng thôi cô chú anh chị đó, nơi đây để máy giặt, ống nước vô nước ra, bộ cắm. Rồi nhà vệ sinh tích hợp với phòng tắm luôn, đầy đủ hết. Khu vực đây thì khoảng 1m thôi cô chú anh chị, cũng rất là ok, hợp lý luôn. Rồi cầu thang để lên trên lầu 1 nha, đó, với những bậc đá hoa cương đi thoải mái luôn, với tông màu màu trắng và màu đen nè. Đó, và ở đây thì được cái cô chú anh chị mình sổ hồng riêng với mức giá này rẻ ơi là rẻ luôn. Họ bây giờ sổ vi bằng không có vẻ là bán tỷ mốt à, tỷ mốt trở xuống, thì đây là sổ hồng riêng thì khoảng 1 tỷ 350 là quá rẻ luôn, còn thương lượng nữa ha. Ở đây thì có cửa sổ nè, rồi hệ thống đèn đầy đủ hết. Cô chú anh chị mình về mình có thể là sơn thêm màu của mình, cải tạo lại một xíu thôi để mình có được một cái căn nhà giá rẻ như nữ mình. Rồi ngay đây là nhà vệ sinh tích hợp với phòng tắm, với giá này á cô chú anh chị mua về á, nếu đến Sài Gòn bảo đảm không bao giờ có giá này luôn á. Rồi ngay đây là có được là cửa sổ rất là thoáng, xung quanh đây cũng có dân cư ở rất là đông luôn, và khu vực đây á, thì được cái cao ráo không có sợ bị ngập đâu. Cách trung tâm thành phố khoảng tầm đâu đó là 40 phút thôi, rất là hợp lý luôn. Ở đây thì lầu 2 nha cô chú anh chị, để lên trên lầu 2 thì khu vực đây á, càng lên cao thì càng mát, càng thoáng đó. Và ngay đây thì buổi sáng là chim hót líu lo luôn đó, cô chú anh chị thấy rất là ok, hợp lý luôn. Rồi ngay đây là phòng ngủ thứ 3 nè, đi lên thôi cũng muốn ngá thở luôn cô chú anh chị. Rồi cửa sổ nè đầy đủ hết luôn. Rồi ngay đây là nhà vệ sinh đó, ở trên phục vụ cho lầu 2 ha. Và khu vực đây phòng ngủ cuối cùng, phòng ngủ thứ 4, cửa sổ nhìn ra bên ngoài, xung quanh đây thì nhà dân quá là nhiều và đông và vui lên. Và khu vực đây thì với một cái căn nhà diện tích là ngang 6m8, dài 15m, kết cấu một trệt tới tầng hai lầu, hướng nhà hướng bắc thuộc về đông tứ mệnh.
với mức giá rất là hợp lý, cô chú anh chị thanh toán dùng năm đúng 600 triệu thôi. Còn bao nhiêu ngân hàng cho vay tổng mức giá căn nhà này là 1 tỷ 350 triệu. Nguyên chủ đang ưu tiên cho những khách hàng mua tiền mặt nha, vì nộp vào cuối năm nên là chủ đánh giá với giá cực kỳ là rẻ luôn. Và đường trước nhà đây đường bê tông là 5 mét. Nhà của mình thì có sân trước, sân sau và có hành lang bên hông để cô chú chị mình nuôi cún cưng ha. Và với một cái căn nhà có đồng hồ điện, đồng hồ nước riêng biệt, sổ hồng riêng biệt, vay được ngân hàng thì quá là hợp lý luôn. Với mức giá 1 tỷ 350, cô chú chị nhanh tay gọi tâm vào số điện thoại bên dưới video, thuộc vào xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, gần với lại là chợ Bình Chánh, cách chợ Bình Chánh chỉ có 4 cây số thôi ha. Cảm ơn rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.